Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức phần kịch bản đầu tiên của đoàn du ca Nam Cali. Đoàn du ca Nam Cali rất hân hạnh được tái ngộ quý đồng bào ở San Diego. Như tất cả quý vị, chúng ta đến từ khắp mọi nơi. Như nhạc sĩ Phan Lam Hưng đã nói, từ khắp những phương trời và muôn lối đi trong đời, chúng ta gặp nhau bởi những tâm hồn Việt Nam sáng ngời. Quý vị, xin quý vị hãy cùng chúng tôi hát bài hát đầu tiên để chúng ta cùng hướng lòng về quê hương Việt Nam, về những người đang miệt mài đấu tranh cho một nước Việt Nam được dân chủ và tự do. Xin mời quý vị cùng chúng tôi hát vang nhạc phẩm bài ca tuổi trẻ của Phan Văn Hưng. Để có thể tiếp tục cái con đường mà cha ông